Hello students, welcome to Color English Channel, and my name is Long. I am an English teacher at primary school. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với kênh YouTube Color English. Và cô là Loan, cô là giáo viên tiếng Anh tiểu học. Các bé ơi, hôm nay cô Loan sẽ dạy cho các bé một bài có tựa đề là Unit 14 in the toy shop, đơn vị 14 trong cửa hàng đồ chơi. Và trong cửa hàng đồ chơi là nơi bán rất là nhiều đồ chơi, phải không các em? Và nội dung bài học hôm nay sẽ là những từ vựng có liên quan đến đồ chơi. Ok, rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào bài thế nào? Now, let's start! One more time. Một lần nữa nha các em. Unit 14 in the toy shop. Đơn vị 14 ở trong cửa hàng đồ chơi. Và chúng ta sẽ học lesson 1. Và trong lesson 1 này có hai hoạt động. Activity 1, listen and repeat. Activity 2, count and say. Và ký tự chữ cái hôm nay các em được học là letter T và âm T. T, T. Now repeat. T, T. Good job. Và từ vựng đầu tiên sẽ là từ teddy bear, gấu bông. Teddy bear. Now repeat. Teddy bear. Tiger. Đây là hình một con hổ phải không các em? Tiger. Now repeat. Tiger. Top. Đây là một con quay. Top. Repeat. Top. Okay, very good. The last picture. Turtle. Con rùa biển. Turtle. Now repeat. Các em cùng nhắc lại nhé. Turtle. Very good. Now let's move on activity 1. Listen and repeat. Chúng ta sẽ đến hoạt động 1. Lắng nghe và nhắc lại. Now look at the picture. Các em ơi, các em sẽ nhìn vào bức tranh nhé. Trong tranh các em thấy gì nào? Có rất là nhiều đồ chơi và có một bạn trai đang cầm một cái con quay. Có các từ vựng mà các em vừa mới được học. Ok, now listen the audio. Activity 1. Listen and repeat. T. Tiger. Teddy bear. Top. Turtle. Now listen and repeat. Rồi bây giờ các bé cùng lắng nghe và nhắc lại với cô nhé. T. T. Tiger. Teddy bear. Top. Turtle. Các bé chú ý từ con gấu nhờ bông đây. Teddy bear. Okay. Now let's move on activity 2. Point and say. Chúng ta sẽ đến hoạt động 2. Chỉ và nói. Và lần lượt cô Loan sẽ chỉ vào các từ. Các bé cùng nhắc lại một lần nữa nhé. Okay, now listen and repeat. T. T. Tiger. Teddy bear. Top. Turtle. Great. Tuyệt vời lắm. Now let's move on lesson 2. Chúng ta sẽ đến bài 2. Và trong bài 2 này có 3 hoạt động. Activity 3. Listen and chant. Activity 4. Listen and take. And activity 5. Look, trace and write. Now let's move on activity 3. Listen and chant. Chúng ta sẽ đến hoạt động 3. Lắng nghe và về. Rồi trong đoạn về hôm nay gồm có 8 câu phải không các em? Rồi trước khi về cô Lân mời các em cùng nhắc lại với cô nhé. T, t, t. T, t, turtle. T, t, tiger. T, t, teddy bear. Tony has a top. Tony has a turtle. Tony has a tiger. Tony has a teddy bear.
Now listen the audio. Page 61, Lesson 2, Activity 3, Listen and Chant. Now let's move on to activity 4. Listen and tick. Chúng ta sẽ đến hoạt động 4. Lắng nghe và đánh dấu tick. Look at number 1. Các em sẽ nhìn vào câu 1. Trong câu 1 có hai tranh, tranh A và tranh B. Tranh A là hình gì vậy các em? Là hình chú gấu. Chú gấu nhờ bông và tiếng Anh sẽ đọc là teddy bear. Good. Và tranh B là hình một con quay và tiếng Anh sẽ đọc là tuck. Look at number 2. Các em sẽ nhìn vào câu số 2. Có hai tranh, tranh A và tranh B. Tranh A là hình con hổ và tiếng Anh sẽ đọc là tiger. Good job. Và tranh B là hình con rùa biển và tiếng Anh các em sẽ đọc là turtle. Very good. Now listen the audio and tick the answer. Các em sẽ nghe đoạn audio và tick vào đáp án đúng nha các em. Activity 4. Listen and tick. 1. I can see a teddy bear. 2. I can see a tiger. Và bây giờ cô mời các em nghe từng tranh nhé. 1. I can see a teddy bear. 2. I can see a tiger. Các bé ơi, các bé hãy cho cô Loan đáp án đi nào. Number 1, các em nghe được gì? I can see a teddy bear. Teddy bear, vậy là con gấu nhồi bông. Đáp án A, ok. Number 2, I can see a tiger. Và tiger đây là con hổ. Very good. Giỏi lắm. Now let's move on to activity 5. Look, trace and write. Chúng ta sẽ đến hoạt động 5. Nhìn, đồ theo và viết. Và hôm nay các bé sẽ cùng đồ vào luyện viết chữ cái, T và âm T. Và trước tiên các em sẽ lắng nghe và nhắc lại. T. T. Now look at this. Các em sẽ nhìn vào đây nhé. Âm T. Listen and repeat. T. T. Now look at this. Bây giờ các bé sẽ điền từ vào bốn chỗ trống phía dưới. Từ đầu tiên là từ top, là hình con quay, con gấu nhờ bông, teddy bear. Và hình thứ ba là hình con rùa biển, turtle. Và hình cuối cùng là hình con hổ, tiger. Now let's move on. Lesson 3, chúng ta sẽ đến bài 3. Và trong bài 3 này gồm có 3 hoạt động. Activity 6. Listen and repeat. Activity 7. Let's talk. Activity 8. Let's sing. Now let's move on to activity 6. Listen and repeat. Chúng ta sẽ đến hoạt động 6. Lắng nghe và nhắc lại. Now look at the picture. Các em sẽ nhìn vào tranh nhé. Trong tranh có gì vậy các em? Có một bạn gái đang nhìn vào một cây thông. Và có rất là nhiều đồ chơi. Rồi bây giờ các bé cùng nghe đoạn audio nhé. Listen and repeat. I can see a tiger.
Now listen and repeat. Yeah. I can see a tiger. I can see a tiger. Now repeat. I can see a tiger. Tôi có thể nhìn thấy một con hổ. Now let's move on to activity 7. Chúng ta sẽ đến hoạt động 7. Let's talk. Cùng nhau nói. Now look at the picture. Các em sẽ nhìn vào tranh. Và trong tranh đây là hình một con hổ. Và các em cùng luyện nói với cô câu. I can see a tiger. Tôi có thể nhìn thấy một con hổ. I can see a tiger. I can see a tiger. Good job. The next picture, bức tranh kế tiếp đây là hình một con quay. Và mấy em cùng luyện nói với cô. Tôi có thể nhìn thấy một con quay. I can see a top. I can see a top. I can see a top. Very good. The next picture, đây là hình một con gấu. Một con gấu nhồi bông. Thì các em sẽ có câu. Tôi có thể nhìn thấy một con gấu nhồi bông. I can see a teddy bear. I can see a teddy bear. I can see a teddy bear. The last picture. Và bức tranh cuối cùng, đây là hình một con rùa biển. Và mấy em có câu tôi có thể nhìn thấy một con rùa biển. I can see a turtle. I can see a turtle. I can see a turtle. Now let's move on to activity 8. Let's sing. Chúng ta sẽ đến hoạt động 8. Cùng nhau hát. Và trước khi hát bài hát này, bác cùng nhắc lại với cô nhé. I can see Tony. I can see Tony. He's in the toy shop. He's holding a teddy bear. I can see a tiger. I can see a tiger. It's in the toy shop. It's on the shelf. Now listen the audio. Activity 8. Let's sing. I can see Tony. I can see Tony. He's in the toy shop. He's holding a teddy bear. I can see a tiger. I can see a tiger. It's in the toy shop. It's on the shelf. Các em ơi, các em có thể hát lại sau khi học xong bài này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần ôn tập. Từ chữ cái T và âm T. Good job. Three are much. Đọc và nói. Và phía dưới cô có bốn từ. T, teddy bear, tiger, turtle. Và cô có bốn bức tranh. Rồi, bây giờ các em sẽ đọc và nói nhé. Từ top có nghĩa là con quay, sẽ nói qua hình con quay. Và từ teddy bear có nghĩa là con gấu nhồi bông, sẽ được nói qua hình con gấu nhồi bông. Tiger, con hổ. Turtle, con rùa biển. Very good. Các em ơi, các em vừa học xong bài Unit 14 In the Toy Shop. Các em nhớ xem lại video và kết hợp với sách tiếng Anh 1 để xem lại và học lại các từ vựng và mẫu câu hôm nay các em được học nhé. Cô Loan hẹn gặp lại các em vào bài tiếp theo, đó là bài Journey 15 As the Football March. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận được video mới nhất và sớm nhất nhé các em. Now goodbye, see you next time.